Hello và xin chào tất cả mọi người đến với channel Ami Game. Và hôm nay mình sẽ làm một clip là bắn map Vikendi nha các bạn. Đéo tin. À, leave it chứ. Leave it. Các bạn ạ. Xin lỗi. Leave it nha các bạn. Các bạn nào xem thông cảm cho mình nổi chút xíu, tại vì mình hay kiểu lưỡi. Mà sẽ hôm nay mình sẽ bắn map leave it nha các bạn. Mới vừa vào thì mình sẽ nói cụ thể hơn là cái map Livid này hình như là còn 3 map còn lại. Đây sẽ không như vậy. Vậy thấy nó xanh không? Đây chính giữa là sẽ không. Rồi thấy tiếng tiếng trên đây không? Là màu trắng thì là map Vikendi. Ở dưới đây thì chắc là Diego. Mình nghĩ là Diego. Thì mình nghe người ta nói là có 4 map cộng lợi, mình đâu thấy chỗ nào 4 map cộng lợi đâu. Đây các bạn thấy này, mấy bạn đo tương đương với màu sắc Indigo với cái map này để bạn có thể so đo ra. Chứ bạn nào mà nói mày khẳng định mà 4 map là mình thấy sai sai đó bạn. Nè mình sẽ cho các bạn coi đây. Ở đây có màu xanh không các bạn? Đây xanh xanh vừa vừa thôi nha các bạn. Các bạn so thử với map Ingo thì chắc chắn là nó là màu của Ingo rồi. Thì các bạn thấy ở đây không? Nó màu xanh nguyên một vùng bự luôn. Thì chắc là sẽ không. Rồi cái vùng mà trắng trắng này khỏi nói với các bạn. Là tiếc rồi. Mà mới là bao nhiêu gì này xanh mà tưởng thấy xanh nào. Nó là mắt tiết nha các bạn. Và hôm nay mình cũng I got surprise. Chơi nha các bạn. Và một tí nữa mình sẽ like game ở lộn mà chơi game gì ta giữa chúng ta nha các bạn. Mình ngày hôm qua mình không giao video được là tại vì mình chơi ngu các bạn à. Hứa với mấy bạn là mình sẽ ăn clip tới 1. Thì lỡ nói mấy bạn. Nhưng mà cái video không được đăng lên. Tại vì tiện tay xóa bỏ luôn mấy bạn à. Thế các bạn cứ hiểu gì đi, tiện tay xóa bỏ là được à. Alo chết, ấn nhầm, xóa bỏ rồi. Nó, vậy đó bạn. Xong. Ngày hôm qua mình đang định đăng lên cái video đó mày. Ai nghe tiện ta xóa nhầm thôi xong. To thật sự. Nhà thờ này thì mình nghe người ta nói á, thì là rất là nhiều đồ luôn nha bạn. Người ta lấy bay vô thì người ta lượm được mũ ba, chép ba, flare gun, đủ đầy súng. Dạng như là có những súng ngon mày. M4 M4 AK. Rồi súng gì vân vân vân. Đây cái nhà thờ mà dạng như ủa. Nhà thờ này thì bánh bơm hay sao vậy? Một là bị sập, hai là đánh. Vậy đó mấy bạn, một người sập hai lãnh bơm. Để các bạn đợi một xíu. Mày mắn rồi. Thì mình đã có tập bắn nha bạn. Oh my god. Wow. Các bạn đừng đùa với mình chơi đùa nha. Thì mình đang cày ganh nha các bạn. Thì mình sẽ cày ganh lên. Và wow, mấy bạn thích nè. Mấy bạn thích nếu như mà sẽ đăng lên một clip là Roblox. Nó thiên về thiên lý mà farm nha các bạn. Và wow, mình sẽ cho trong đó nữa bạn. Thấy con thằng
rồi xong luôn rồi. Chán ghê. Nó thiên về farm nha các bạn, farming. Qua wow, mình sẽ không, mình không biết quay cái map nào. Tại vì cái game mình nó khá là lắc. Này các bạn biết rồi, nó rất là lắc luôn. Game Go Lock mà chơi tới 80 pin mà nó còn lắc như vậy nữa. Game mình có 56 GB vậy. Mà nó có chơi máy cha mình nha các bạn. 80 game nó còn lắc nữa. Có cái game kia mình thích lắc chơi. Nó thiên lý về farm nhưng mà nó cực kỳ lắc luôn. Vô chơi té thôi giùm map kinh luôn. Thì mình sẽ cho trong đó nha bạn. Nhưng mà chắc là có quay đâu này. Chơi game PUBG là lắc à, còn thêm Roblox nó còn lắc hơn. Thì có gì mình sẽ xóa PUBG đi. Để nó chống ghi đi để cho mình chơi chút xíu thôi. Coi có được không. Rồi chừng nào mình quay video mình sẽ tải lại ngoài cho nó cập nhật thôi. Cập nhật lại từ đầu hết chứ. Đồ thì mình còn giữ nguyên nha mày. Trời ơi, ông này ông lái xe kiểu gì vậy? Ông thích là đi thẳng luôn chứ không ai thích đi xéo. Đi xéo thì nó mất thời gian, mình đi thẳng thì nó sẽ nhanh hơn. Bởi ông ta, ông số 1 cũng quá kìa. Mình nghe tiếng súng không bạn, có thể nghe. Nghe chỗ xính hay sao bạn ạ? Nó giật kiểu gì? Trời ơi, nó mắc giật luôn á. Giật kinh hồn luôn á. À, góc núi hèn gì. Mà thấy gì nó sẽ sai. Mà 4 hay 7 số 2. Mình nghĩ là người. À boss các bạn. Mark the location. Mark the location. 300. Mark the location. Cho qua nha các bạn. Xem nha bạn. Thì mình không biết có gì nói được luôn á. Giờ mình không biết ra video gì hướng dẫn nhà hay làm sao. Thì giờ mình muốn nổ não luôn rồi. Các bạn cho mình thời gian để mình suy nghĩ ra những cái thứ gì mà để chơi như vậy. Chứ thật ra là ngày hôm qua mình có quay video mà tổng bắn chơi không ạ. Bắn diện như mà gán ăn tấp 1 để cho các bạn xem á. Mình bắn qua thì top 8, top 9, top 11, 16. Rồi top 3. Có trận rồi top 2. Tức quá đập máy luôn. Tại vì đã gán làm top 1 cho bạn xem rồi. Thì nhất định là phải làm top 1 ai nhỉ. Nó tập cho top 3. Top 2. Rồi hồi nãy top 7, top 6, top 11. Vậy đó bạn. Nó cho toàn 3 thứ gì đó không. Mình bắn mà tụi nó toàn chỉ ăn láng thôi. Các bạn hiểu không? Đây, mình sẽ đang đi trước mặt đúng không vậy? Mình đang đi chơi.
Thì ai nhè cũng cái sau lưng e cái xong nằm cỏ tụi nó cho bơm lên đùng 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 đùng. No God! No God, please no! 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 Enemies ahead. Giờ tụi này rất là khôn luôn. Thằng nào nằm cỏ tụi nó cho bơm lên đùng 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 luôn. Team mình có 2 thằng, team nó tới 3 thằng. Rồi nó tới mười mấy quả luôn rồi. Một thằng cầm chắc mấy 3 quả rồi. Trời lên đùng 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 đùng. Team mình thì bo thì nó gần vô rồi. Còn chút té là 4 thằng, 7 thằng nằm cỏ luôn. Hình như thấy gì sai sai. Thì có 2, 3, 4, 4, 3, 3. Mình thấy gì đó, hồi nãy mình kể nhiều ta. Gió não rồi nha. 2 thằng với 3 thằng đúng không? Đây là 5 thằng. Năm thằng thì nó chỗ bơm lên đùng 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 luôn. Tới mười mấy quả rồi mình thề này. Nằm cỏ sao mà chống đối được tụi nó. Bo gần khét luôn mày, mình thề mày, bo nó gần khét luôn. Các bạn biết cái đó nó nổ thôi rồi. Bơm thì cái bo thì nó cực kỳ nhỏ luôn mà. Thì tôi nói chậu bơm mình đùng đùng. Enemies ahead. Tôi nói chậu hết góc này tới góc khác. Tôi nói chậu hết tầm lâm chỗ luôn. Tụi mình thì nấp ra hai, chia hai chỗ để cái gì tụi mình có thể kia được. Đấy gì tôi nói chậu tầm lâm chỗ luôn sao trời. À mình thấy chỗ mà không chịu được luôn á. Cái trời đung 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 đung. Mình còn chơi không được nữa mà, tại vì nó chậu bơm. Xong lên đứng lên thì tụi bị tụi nó bắn chết, tại vì chưa biết vị trí của nó đâu. Tụi nói chứ, tụi nói chơi qua lan vậy thôi. Mình chết rồi mình thôi. Thì chơi map đi viết thì dễ ăn top 1 hơn, mình nói thật luôn. Giờ còn có 2 thằng không biết chơi gì luôn. Thì mình sẽ giữ lại cái map đi viết này top 1 các bạn. Thì mình chả bắn gì cả. Hôm đó mình bắn không. Nhưng mà mình sẽ làm một cái clip khác nữa. Để coi cái top 1 nó hay hơn nha mọi người. Rồi top 1 nào hay thế luôn. Ây à, mình sẽ xin cắt cái video này tại vì mình nói không có hay cho lắm. Các bạn cứ nghĩ như đi, mình nói không có hay cho lắm. Con chiếc xe bình ổn các bạn. Enemies ahead. Gì vậy? Enemies ahead. Sao chơi con trên con xe tay ra. Enemies ahead. Luôn vậy. Nó là phải làm mà hiểu không vậy? Nó không làm không được. Mà không. Win! Yeah, mình win nha các bạn. Thì mình sẽ xin kết thúc video tại đây.
Các bạn thấy hay bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh. Bạn nào thì